Ăn hết rồi cắt hết rồi. Bởi vì là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta dùng cỏ cây không được, dùng thuốc thú y không được thì chúng ta buộc phải dùng cái cây này thôi. Lý do đơn giản là như thế. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Cũng khá lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Hôm nay tôi sẽ trả lời các câu hỏi về cách để chúng ta dùng thuốc tây chữa bệnh cho gà. Bởi vì một số người ở các cái vùng có thể không có thuốc thú y, hoặc là thuốc thú y không chữa được thì buộc chúng ta phải dùng thuốc tây. Đấy, ưu nhược điểm của nó như thế nào và cần lưu ý những điều gì thì quý vị và các bạn cùng xem chúng tôi làm nhé. Quý vị nhớ đăng ký kênh, để lại bình luận và chia sẻ video để tạo động lực cho chúng tôi làm nhiều video có ích cho cộng đồng. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem chúng tôi làm nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Nhiều người hỏi tôi về các cách chữa bệnh bằng thuốc tây cho gà, có nên hay là không, tốt hơn thuốc thú y hay là dở hơn. Nói chung là rất nhiều cái câu hỏi liên quan đến thuốc tây. Thực sự mà nói thì cái việc mà sử dụng thuốc tây ấy là một cái việc bất đắc dĩ thôi. Nếu mà chúng ta có được các cái thuốc khác mà chúng ta sử dụng hiệu quả hơn thì chúng ta nên dùng các cái loại thuốc khác. Bởi vì thuốc tây là nó là thuốc chủ yếu, nó là thuốc kháng sinh, cho nên là bản thân con người chúng ta dùng nhiều cũng không tốt, chứ đừng nói chuyện con gà. Nếu mà chúng ta dùng được các cái loại lá mà chúng ta chữa, tất nhiên là lá thì nó rất là dễ tìm, dễ trồng mà lại không tốn tiền thì là tốt nhất. Thế nhưng mà có những cái loại bệnh mà chúng ta dùng lá nó không chữa được, thậm chí dùng thuốc thú y cũng không chữa được. Đó, thì bất đắc dĩ chúng ta mới phải dùng đến thuốc tây thôi. Thuốc thú y thì ngày trước thì tôi thấy cái hiệu quả nó rất là kém. Nhưng mà những năm gần đây thì tôi thấy thuốc thú y hiệu quả nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là nếu mà chúng ta dùng quen một cái loại thuốc nào đó của một cái tiệm thuốc nào đó mà chúng ta thấy hiệu quả thì chúng ta có thể triển khai dùng cái thuốc thú y. Còn lá thì phải nói là có một số lá nó rất hiệu quả, và có những con thậm chí là cho, ví dụ như cái lá bớp bớp chẳng hạn, thì mình cho ăn vào buổi sáng, buổi chiều thấy gà nó đã tỉnh rồi. Đó. Lá bớp bớp thì chúng ta có thể xay nhuyễn ra, chúng ta trộn với thức ăn. Đây là một cái view trước của trang trại tôi, trên trang trại tôi luôn. Tôi rất là thích vì nó đẹp, mà đồng thời cũng là tiện cho cái việc mà chúng ta có thể tìm thêm các cái đồ ăn cho gà, ví dụ như là cua, cá, ốc. Đấy, bổ sung thêm cho gà, hay là châu chấu, hay là nhái, vân vân. Nói chung là ở đồng ruộng thì chúng ta tìm thức ăn cho gà rất là dễ. Ở đây nó có hay nữa là nó có cả rừng nữa, cho nên là mọi thứ nó cũng rất là thuận tiện. Thì tôi sẽ nói tiếp vào cái việc mà chúng ta dùng thuốc. Thì đối với cái thuốc tây á, thì nếu mà khi mà chúng ta sử dụng một lần mà chúng ta thấy hiệu quả rồi thì lần sau chúng ta cũng không nên dùng nữa. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái cách để chúng ta chữa bệnh gà phân xanh phân trắng, chảy nước mắt, phù đầu. Đấy, thì cái này là có lúc thì chúng ta có thể chữa bằng cỏ cây được, có lúc chúng ta chữa bằng thú y được, nhưng mà có lúc thì chúng ta chữa không được thì buộc chúng ta phải dùng đến cái thuốc tây này. Đây là thuốc của người quý vị các bạn nhé. Thì cái thuốc của người thì nó mạnh hơn, nó nhanh khỏi hơn, nhưng mà nó có cái nhược điểm là nếu mà chúng ta lạm dụng cái thuốc này thì nó sẽ tích tụ kháng sinh trong người con gà, và khi con người chúng ta ăn phải trứng gà hay thịt gà mà có kháng sinh này, nó sẽ làm cho cơ thể của ta nó không tốt. Nó sẽ tạo nên những cái thuật ngữ khoa học người ta gọi là gì nhá, đại khái là nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta bị
nhàm các cái loại kháng sinh này đi thì sau đó là chúng ta chữa bệnh nó sẽ khó. Chính vì thế cho nên là các nước người ta cấm lạm dụng kháng sinh là vì như vậy. Nhưng lý do tại sao mình lại hướng dẫn, bởi vì là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta dùng cỏ cây không được, dùng thuốc thú y không được thì chúng ta buộc phải dùng cái cây này thôi. Lý do đơn giản là như thế. Còn nếu mà chúng ta dùng được cỏ cây, ví dụ như lá bớp bớp mà rồi lá lược vàng, rồi thuốc berberine của người, rồi là vì thuốc berberine thì người ta làm bằng cây berberine và cây cao ba trễ mà. Đấy, rồi là các cái loại khác thì đây berberine đây. Berberine chúng ta có thể dùng loại nào cũng được, có loại bọc đường, có loại không bọc đường. Đấy, thì berberine thì không sợ gì, nó không phải là kháng sinh đâu. Đây là chúng ta dùng 3 loại chính này, Decongen này. Clorafenicol, chẳng biết đọc nào cho đúng. Đây quay sát cho mọi người xem này. Bác sĩ hay gọi là clo. Bác sĩ gọi clo. Clorafenicol. Đấy. Ampicillin. Thuốc này quen thuộc với nhiều người biết đấy, Ampicillin này, đó, rồi Decongen là thuốc cảm cúm, ba loại này là chính quý vị các bạn nhé, đây là liều lượng dùng cho 100 con gà, đấy, thì chúng ta lưu ý là chỉ có khi mà chúng ta không dùng được cỏ cây không khỏi, thú y không khỏi thì chúng ta mới dùng đến cái này thôi, thì chúng ta không nên lạm dụng cái này, người Việt Nam mà lạm dụng nuôi gà, nuôi cá, nuôi heo gì cũng lạm dụng mấy cái thuốc này rất là nguy hiểm. Xong đấy là làm cho virus nó kháng các cái loại này, đến khi chữa bệnh cho người rất là khó. Nó kháng kháng sinh ấy. Không tốt. Bây giờ ngoài ba cái loại thuốc này thì chúng ta cho thêm khoảng 20 viên berberine nữa quý vị các bạn nhé. Đây berberine thì loại nào cũng được, bọc đường hay không bọc đường đều được quý vị các bạn nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ giã nguyên trộn đều. Giờ chúng ta để một tí nước mà không cần nước cũng được, nếu như mà gạo nó ướt thì chúng ta không cần nước cũng được. Chúng ta trộn với thuốc và cơm chứ không phải là gạo, xin lỗi quý vị. Trên trang trại của tôi thì trồng rất nhiều cái loại cây và chuối cũng là một loại cây mà cho gà ăn rất tốt. Chuối, bưởi, đu đủ. Đấy, thì chúng tôi trồng những cái này là tuyệt đối không có dùng thuốc sâu, không dùng thuốc diệt cỏ. Đu đủ thì hiện tại trồng ít, chưa được nhiều. Tới đây chúng tôi sẽ triển khai trồng nhiều. Chúng ta nên cho gà ăn thêm những cái thứ này, nó rất tốt cho con gà. Còn đây là chúng tôi đang nấu lúa cho gà ăn. Thì khi nước sôi cái là chúng ta rút củi ra, cái than đấy nó sẽ tự làm hạt lúa bung ra. Không nên nấu chín quá, một số người nấu chín quá nó không tốt, thậm chí chất nó ra mất. Đây là một con chim làm tổ đẻ đang ấp, hy vọng là hôm sau sẽ nở được hai con chim con như hôm trước, sẽ quay video cho quý vị xem. Chim ở đây ở tự do, chúng tôi không có săn bắt, để cho chim tự đến làm tổ, tự nở và tự bay đi. Dãy chuồng thứ hai chúng tôi đang làm sắp xong, hôm sau sẽ quay cho quý vị và các bạn xem. Nếu cần hỏi bất kỳ vấn đề gì, quý vị các bạn cứ để lại comment bình luận. Quý vị nhớ chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi và đăng ký kênh quý vị và các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.